tuổi sông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi mậu ngọ sông nhà năm 2023 tuổi sông đất năm 2023 chọn tuổi sông nhà năm 2023 hợp mệnh gia chủ tuổi mậu ngọ mang đến sự bình an may mắn phú quý trong năm mới chọn người sông đất theo ngũ hành can chi xem tuổi sông nhà, sông đất năm Quý Mão năm 2023 cho tuổi Mậu Ngọ. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi mậu ngọ trong năm quý mão năm 2023. Tân Mùi sinh năm 1991 tốt. Bính Tức sinh năm 1946 tốt. Đinh Hợi sinh năm 1947 khá. Mậu Dần sinh năm 1998 khá.

Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành quả của gia chủ, vì quả sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mão, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can của tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can của mậu của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là mùi đạt lục hợp ngọ hợp mùi với địa chi ngọ của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là mùi đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mão của năm quý mão rất tốt tổng điểm 17 trên 20 tốt hai Người sông đắc sinh năm 1946 tuổi Bính Tức, Mạnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là Thổ, tương sinh với ngũ hành quả của gia chủ, vì hỏa sinh Thổ, rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là Thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mão, vì Thổ sinh kim, rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can mậu của gia chủ, chấp nhận được thiên can tuổi sông nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là tuất đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi ngọ của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là tuất đạt lục hợp mão hợp tuất với địa chi mão của năm quý mão rất tốt tổng điểm 16 trên 20 tốt 3. Người sông đắc sinh năm 1947 tuổi Đinh Hợi mệnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là Thổ, tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ, vì Hỏa sinh Thổ, rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là Thổ, tương sinh với ngũ hành Kim của năm Quý Mão, vì Thổ sinh Kim, rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mão của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi, không xung hợp nhau với địa chi ngọ của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi, đạt tam hợp, hợi, mão, mùi với địa chi mạo của năm quý mão rất tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 4. Người sông đất sinh năm 1998, tuổi mậu dần, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ, vì hỏa sinh thổ, rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mạo, vì thổ sinh kim, rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can mậu của gia chủ, chấp nhận được thiên can tuổi sông nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là dần đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi ngọ của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là dần không xung hợp nhau với địa chi mão của năm quý mão chấp nhận được tổng điểm 15 trên 20 khá năm Người sông đất sinh năm 1968, tuổi mậu thân, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mão, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can của mậu, gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân, không xung hợp nhau với địa chi ngọ của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân, không xung hợp nhau với địa chi mạo của năm quý mão chấp nhận được. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 6. Người sông đắc sinh năm 1967, tuổi đinh mùi, mạnh thủy. Ngũ hành tuổi sông nhà là thủy, xung khắc với ngũ hành hỏa của gia chủ, vì thủy khắc hỏa không tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thủy, tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mão, vì thủy sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can mậu của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là mùi, đạt lục hợp, ngọ hợp mùi, với địa chi ngọ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mùi, đạt tam hợp, hợi, mão, mùi, với địa chi mão của năm quý mão rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 7. Người sông đắc sinh năm 1977, tuổi đinh tỵ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mạo, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can mậu của gia chủ, chấp nhận được thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được địa chi của tuổi sông nhà là tỵ không xung hợp nhau với địa chi ngọ của gia chủ chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là tỵ không xung hợp nhau với địa chi mạo của năm quý mão chấp nhận được tổng điểm 13 trên 20 khá 8. Người sống đắc sinh năm 1943 tuổi quý mùi mạnh mọc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc xung khắc với ngũ hành kim của năm quý mạo vì kim khắc mộc không tốt. Thiên can của tuổi sông nhà là quý xung khắc với thiên can mậu của gia chủ không tốt. Thiên can của tuổi sông nhà là quý xung khắc với thiên can quý của năm quý mão không tốt địa chi của tuổi sông nhà là mùi đạt lục hợp ngọ hợp mùi với địa chi ngọ của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là mùi đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mão của năm quý mão rất tốt tổng điểm 12 trên 20 trung bình 9. người sông đất sinh năm 1958 tuổi mậu tuất Mạnh mộc Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, xung khắc với ngũ hành kim của năm quý mạo, vì kim khắc mộc không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can mậu của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm quý mạo chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là tuất đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi ngọ của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là tuất đạt lục hợp mão hợp tuất với địa chi mão của năm quý mạo, rất tốt tổng điểm 12 trên 20 trung bình 10 người sông đất sinh năm 1961 tuổi tăng sụ mệnh hậu ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của gia chủ vì hỏa sinh hậu rất tốt ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm quý mạo vì thổ sinh kim rất tốt thiên can tuổi sông nhà là tân không xung khắc không tương hợp với thiên can mậu của gia chủ chấp nhận được Thiên can tuổi sông nhà là Tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm quý mão chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là Sửu Phạm Lục Hải, Sửu Hải ngọ, với địa chi ngọ của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Sửu không xung hợp nhau với địa chi mão của năm quý mão chấp nhận được. Tổng điểm 12 trên 20, trung bình.